Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin đại gia Dũng Lò Vôi và cuộc tình bí ẩn với hai người vợ trị giá hơn 50.000 tỷ đồng. Không ngờ chuyện hôn nhân của vị đại gia này lại ly kỳ đến vậy. Người ta ví vị đại gia với cái tên Huỳnh Uy Dũng là vị đại gia chơi ngông nhất trong giới đại gia. Không chỉ bởi ông tài giỏi trong việc kinh doanh mà còn không ngại xuống tay chi hơn 65 tỷ đồng để mua một đôi bông tai tặng cho bà xã của mình. Đằng sau đó là sự thật mà không phải ai cũng biết. Sơ lược về Dũng Lò Vôi bằng vài dòng miêu tả chắc cả ngày không hết, chỉ tóm gọn lại bằng một vài từ là rất nhiều tiền và cũng rất nhiều nợ. Ban đầu ông có cái tên là Huỳnh Phi Dũng, sau khi trưởng thành thì bắt đầu làm ăn, ông đã đổi thành Huỳnh Uy Dũng. Rồi cứ thế, ông đã thành danh từ cái lò vôi đầy tính sáng tạo ở sông Bé, dần sở hữu trong tay hàng loạt công ty có tiếng trong giới kinh doanh, bao gồm ở tất cả các lĩnh vực như dịch vụ vui chơi, xây dựng, bất động sản, xuất nhập khẩu, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị. Những hình ảnh về người vợ đầu của Huỳnh Uy Dũng rất ít, người đã giúp cho ông có được ca ngơi như ngày hôm nay. Người ta nói tất cả những gì có được lúc đó, một phần Dũng Lò Vôi cũng phải trông cậy vào người vợ già đầu tiên hơn ông 6 tuổi, bà Trần Thị Tuyết. Bà là con gái của ông Ba Thu, giám đốc nông nghiệp tỉnh Sông Bé. Ngày tổ chức đám cưới thời ấy, bà đã được bố mẹ cho ba chỉ rưỡi vàng hồi môn. Có thể nói rằng thế lực nhà vợ chính là nhờ bố vợ đầu có công lớn giúp Dũng Lò Vôi có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Bố của bà Tuyết đã xin cho Dũng vào làm một chân trong phòng cán bộ của tỉnh Bình Dương. Mối tình vợ chồng này cuối cùng cũng đã đứt gánh giữa đường. Ngày sau ngày mừng thọ mẹ bà Tuyết, lúc đó thì ông và bà có với nhau ba mặt con, hai trai và một gái. Theo nhiều nguồn tin, người chủ động nói lời chia tay chính là ông Dũng, tấm ảnh duy nhất của người con trai với vợ cũ của ông Dũng Lò Vôi. Ở một giai thoại khác, người ta cho rằng ông Dũng là kẻ bạc tình vì lúc đó bà Tuyết đang bị ung thư, ông không chịu được cảnh chăm vạnh bệnh vợ bệnh tật lại bắt đầu gian díu với một mối tình mới là vợ thứ hai bây giờ, bà Hằng Canada, khiến cho ai nấy cũng vô cùng phẫn nộ khi biết tin. Ngày sau thông tin về sự rạn nứt này, mọi điều về bà Tuyết cũng dần trở nên hiếm, tuyệt nhiên thì không có, mọi hình ảnh của bà đã được giấu kín bưng. Sau lần đổ vỡ hôn nhân đầu, đồng thời cũng là thời điểm thành lập khu du lịch quy mô lớn tháng 9 năm 2007, Dũng Lò Vôi đã bắt đầu mối quan hệ với bà Nguyễn Phương Hằng, Việt Kiều nước ngoài. Tuy nhiên lúc đó, bà Hằng vẫn còn vướng bận một số vấn đề hôn nhân với chồng trước. Bà từng là vợ của ông Trần Văn Thìn, chỉ có một con gái chung. Sau khi đồng lòng ly hôn, với những kinh nghiệm vốn có, bà Hằng kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản, trồng cao su, siêu thị thời trang. Dũng Lò Vôi có cuộc hôn nhân tiếp theo với bà Hằng Canada. Đến tháng 6 năm 2010, hai người đã tổ chức đám cưới vô cùng xa xỉ và lớn tại thành Đại Nam. Ngày thành lập khu du lịch này, ông Dũng đã vướng phải nhiều chỉ trích, đồng thời đã bị cho là điên rồ khi cố tình đầu tư 5.000 tỷ và 3.000 nhân viên. Và không hổ danh người phụ nữ quyền lực, bà Hằng đã ra tay giúp sức cho chồng. Bà Hằng giúp chồng xóa hết nợ nần, dẹp yên thị phi, rộng đường dư luận. Ông Dũng tổ chức đám cưới quy mô lớn tại chính khu du lịch Đại Nam của mình. Bà Hằng đã khẳng định với báo giới trong Sự Hạnh Phúc rằng bản thân rất tự hào khi ở bên cạnh một người đàn ông tài giỏi như ông Dũng. Nhưng bà đến với ông không phải vì tiền và chỉ có với cái mới chia lìa họ, cái chết mới chia lìa họ. Và càng hạnh phúc hơn khi tình yêu sóng gió của họ được đơm hoa kết trái bằng cậu bé Huỳnh Hằng Hữu. Người con trai này cũng đã thừa hưởng toàn bộ gia sản của ông Dũng, mọi thứ được ghi nhận trong di chúc trước khi chết của ông. Trải qua hơn 7 năm gắn bó, nhiều lần vị đại gia khét tiếng này có những màn chiều vợ thể hiện đẳng cấp của mình. Ví dụ, ngày 17 tháng 11 năm 2013, khi nhận chức Phó Tổng Giám đốc khu du lịch, bà Hằng đã vướng nghi vấn mang tài sản của chồng đi thế chấp rồi lấy 2.000 tỷ cho vay các ngân hàng vay, lợi dụng huy động lãi suất bên ngoài lên đến 3,4% tháng. Vì quá tức khi vợ bị vu oan, ông Dũng đã chi 100 tỷ để chứng minh mọi thứ không như lời đồn. Cho đến khi con trai tiếp theo của ông 18 tuổi, ông và vợ sẽ phụ trách khối tài sản hiện tại. Ông Dũng đã chi hẳn rất nhiều tiền để chiều chuộng sở thích của bà Hằng.
Chưa hết, người đàn ông này còn tận tâm chi 1 triệu đô để tậu bằng được đôi bông tai hột xoàn quý giá về tặng vợ. 2 viên kim cương lớn hình trái tim nặng 9 carat đã được ông đặt sách từ Singapore về. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.